21 giờ mọi người. Đây về nhà cuối tuần kẹp thịt gà quá. Thịt hai con gà. Hai con gà luôn. Đây là gà nhà nha mọi người. Đấy, đây để làm thêm một con nữa này, hai con. Đấy, đây là gà tre. Đó, mình làm với ông luộc thêm chấm muối tiêu xé nha cả nhà. Ăn tầm bổ. Cuối tuần đây. 9 giờ rồi nhà. Mới bày ra ăn. Thèm gà quá. Thèm quá hả? Đúng rồi. Đó, mùa này thì chứ gà ở quê thì gà sẵn nhà cả nhà, thích gà đè ra nhất. Gà vàng ướp không? Mới bị ngon mọi người. Cuối tuần tẩm bổ. Chết. Làm luộc thôi, luộc mới nóng biến nha cả nhà. Có lấy dầu. Nồi hả? Nồi nồi này. Nồi to rồi, rồi rồi rồi. Nó chưa nồi hai con, chưa nồi chứ. Ừ. Rồi. Rồi tiếp con thứ hai đi. Trời. Con thứ hai đi. Tập trung này nhà tập trung ăn đêm. Trời. Con đã xong. Con tiếp theo. Con tiếp theo thì baby đang làm. Còn mình chưa đây. Để mình tự luôn. Nóng mình thử. Cảnh giết mổ, chúng tôi không quay. Không nên quay cảnh giết mổ của bọn thức. Không có trong sắt đỏ. Rồi buông buông. Rồi ra đây đi. Mẹ móc à. Ra đây, ra đây đi. Trung đông. Giúp mũi đi. Rồi rồi rồi, không quay cảnh giúp mũi. Đưa bọn gieo hả ta? Hai cháu mình chưa. Đổ cho thấy tao bỏ lâu xong rồi. Tao đừng nghe. Mẹ bật tóc của tao một tí mày mà làm gà. Cái đúng đi. Đúng đấy, cái nồi kia đây. Đó đây. Sâu quá. Không ai ngon bây giờ. Cái nồi này. Rồi. Chồng. Nhanh quá. Rồi. Nhanh không quên. Quá nhanh. Trong 1 phút 30 giây là xong con gà. Chưa được phút nữa. Cắt đi. Tập trung vào lúc 22 giờ để chiến hai con gà luộc quá đã. Này chắc không ăn được đâu. Đi uống đây đi. Quá đã luôn mọi người. Ngồi bên kia đỡ bên này.
Hôm nay gia đình tập họp vào lúc 22 giờ. Ngứa thèm đói bụng. Điền chết hai con gà. Giấy khăn ướt giấy rồi. Đấy. Lại gia đình nhà em. Mẹ cho đang khôn dần. Cắt đầu khúc cơ cuối bỏ ăn giữa vậy. Bỏ đâu? Ô giờ này. Cho mình một miếng mình gà cả nhà đây cả nhà ơi. Đã quá, nhìn cái mâm gà này thì không ai chịu nổi đâu. Ăn nhanh là khổ đấy. Đây, em xin được nhấp phao câu nhì đầu cắn. Em ăn cái thứ nhì thôi. Cái gì? Đây đó. Cái dưa đây này. Cắt cái nào thì cái này của em nè. Đi. Rồi cắt to. Đây. Ôi giời, y như một đội quân hùng hậu. Bao ngọt luôn mọi người. Đã. Đây cũng có tham gia của sư nương mẫu hậu. Nóng quá. Ôi nó ngon thế. Cho xin miếng gì coi. Tiếp rồi, cho anh bin một cái nữa đi. Tiếp thì chẳng bỏ đâu ạ. Tiếp ai ăn rồi em? Thôi, tiếp chưa bỏ bao rồi. Mới bỏ rồi, ăn rồi. Ăn hết mẹ rồi. Cướp mọi người ơi. Nhanh bằng em. Thôi, chút bia vào. Có, đưa em. Khôn dây khôn. Ngon quá, ngon. Ngoài mắt. Hai mươi hai giờ ngày hôm nay ngày bao nhiêu mọi người để nhớ lại nha. 22 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2021 nhà em đã bị thiệt hại hai con gà. Tiên họ về giết chết hai gà. Những người không uống bia uống rượu chỉ được ăn trong vòng 15 phút. Sau đó đứng lên. 5 phút hết rồi, đại rồi, 5 phút được nghe được rồi, 5 phút. Thôi, tặng cho con đố miếng này. Chúc. Cũng phải cho nó ăn chứ nha mọi người ha. Ăn này, ăn này. Quá đã. Con chỉ ăn cả thứ thôi. Quá ngon luôn. Hai con này chắc phải tầm 4,5 kg. 4 kg ạ. Có hơn 4 kg ạ. Nhà má thì làm 2 kg mấy gà trống 3 kg. Gà trống đó, một gà trống, hai gà trống luôn, một tre một ta. Quá ngon. Ơi mình chắc mình phải ngưng một xíu mọi người ơi chứ không là mình toang ấy. Là mình ăn không kịp đâu. Hơi đói à. Ăn từ từ chứ. Ăn cho đi này. Đi ơi. Ăn gì gặp. Ê cái mành cả nhà. Trời. Ngọt quá. Bức luôn. Nóng. Ngọt lắm. Đây. Nướng ngon luôn. Nào. Này à. Hát cao kê đi cả nhà ơi. Mình ăn uống bia đỡ nhằn bụng đau bụng rồi. Vô mời mọi người nha. À chơi vậy sao thân dân. Mời cả nhà một tí bia lúc 12 giờ này 22 giờ 30 quá. Chứ nơi sao mày tán tân thì chính. Quá ngon mọi người. Quá đã. Ôi mình ngưng xíu nha. Em
gì đây? Cái gì đây? Ném cái này. Sắp hồ chinh chiến. Mày em. Sắp hồ chinh chiến với nhà em đã điêu tàn. Hai con gà đã trở về với cát bụi. Ăn đi con, ăn đi. Mặt đây, mặt đây. Đấy, núi ta núi không? Thôi cho núi đuổi đấy, cho trên đường to này. Đó, to này. Đó, núi nào hết đó. Trên đó. Ừ, mọi người. Trên đời. Má chẳng ai mình mà chẳng ai mời mình, mình chơi. Má, mình tốn 300 mà. Mày, sao kỳ vậy? Đây nè, ai cũng mời vui hết mà mình chỉ đâu. Mình tốn 300 mà trời. Đây. Đây, vui đây, gớm. Gớm chùa. Chùa, tôi nói mãi, có nói chung là cũng phải... Được cái đùi. Nói nhiều lắm á, mới được cái kiểu thôi. Ở nhà thấy không? Nói nhiều lắm chứ mới được cái kiểu á. Khổ thân. Đấy, cái má mới biết ra đùi gà. Lâu lâu được kèm con gà. Nè, con lẻ cái má đùi rồi. Đấy, nhìn ra nó mọi người nha, đây nhà em ăn đêm. Má đêm thật nhầm. Không ai giống nhà em hết đâu mọi người. Chín dưới thịt gà. Người ăn được. Được kia ăn chấm muối tiêu vậy. Muối ớt. Quá ngon. Quả đá cả nhà ơi. Nếu mà thèm thì mọi người hay ai và đăng ký kênh mọi người nha. Nãy giờ xin tụi nó hoài không được, giờ hút nước nè. Khổ quá, không ăn được thịt rồi, không hút ăn nước được, à? Nó hút nước. Không ăn cái dạy ăn nước. Hút cái dạy cái này không? Hút ăn nước dạy ăn cái. Hút nước dạy ăn cái. Hút ăn nước dạy ăn cái. Hút ăn nước à? Ừ, bây giờ chắc là dạy hết nước rồi. Đúng rồi. Để tao mới nhớ đây. Mai mối thịt gà hàng nào có ăn thì đừng ăn nước luộc đi. Một hai hai ba người nói á, một hai ba bốn người nói là khôn ăn nước đúng không? Ờ, mai mốt mà ăn thịt thì thấy cạn. Con gái dạy nước không có bẩn chứ nhở? Ăn anh phải lấy giấy che này. Con thấy. Đây là một tà đây là dũng sĩ diệt mồi của nhà em. Từ từ chứ ai nói gì đâu. Mai mốt là phần, dân phải có phần béo phải 150 vào đấy. Ăn nhiều quá. Ăn này quay xong rồi nhớ Nguyệt thôi nha. Ừ. Mày có nuôi nổi nó không? Mai mốt Nguyệt chắc phải nhường cái dân ăn nữa chứ. Ghê gì mà. Cái nào thích thì mẹ ơi. À, do mọi người ơi. Hello mọi người, chào mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Giờ gia đình mà ăn tí mình ngủ đây. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người video tiếp theo nha. Bye bye đi Vin. Nốn đâu, đừng tập trung ăn nữa. Bye đi. Những chú chúng sẽ coi cho tôi.